tỷ quý vị có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà đường thông, ngõ rộng, ô tô gần tới nhà. Với căn nhà này thì chủ nhà có nhu cầu chuyển đổi nhờ bên nhà tốt bán giá rất là hợp lý, chỉ hơn 2 tỷ đồng một căn mà thuộc quận Hà Đông. Với hiện trạng như ngày hôm nay thì căn nhà này đang là thấp nhất tại khu vực và giá bán chỉ hơn 2 tỷ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh. Và hôm nay trong video này, Ngọc Anh sẽ quay một căn nhà lô góc hai mặt thoáng, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, được xây dựng năm 2021 mọi người ạ. Và bây giờ là năm 2024, đã 3 năm chủ nhà có lộc nên là chuyển đổi công tác và nhờ bên nhà tốt bán. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, đường ngõ thực tế trước nhà. Vị trí của nó đi lại giao thông thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Quan trọng nhất, tất cả các dự án Ngọc Ánh quay đều chia sẻ với quý vị là sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như theo hiện trạng ở trên video. Với căn nhà này hướng nhà Tây Bắc, mặt tiền hơn 3 mét, với cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. 3 năm nhưng mà với căn nhà này thì hiện trạng còn tương đối là mới mọi người nhé. Phần tầng 1 của ngôi nhà đây, em đang đứng ở đây là với một phòng khách này, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, lô góc hai mặt thoáng cho nên ở bên cạnh là cửa sổ mở được cả phần bên hông này, rất là thoáng quý vị ạ. Xe có thể để trước nhà hoặc là để ở trong ngõ. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, quý vị nào đang hợp hướng nhà này mà tầm tài chính hơn 2 tỷ hoặc là quý vị có khoảng tầm 8 đến 900 triệu tiền mặt là cũng có thể sở hữu ngôi nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất là 20 năm và ngắn nhất là 3 năm. Ngoài phần phòng khách này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, rồi là chủ nhà để lại cho mình một chiếc quạt trần. Thì ở đây là phần không gian phòng bếp mọi người ạ. Với phần tủ bếp chủ nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị. Ở đây là tủ gỗ. Nói chung nhà có như thế nào, nhà cũ nhà mới em đều quay theo hiện trạng và trình bày như thế nào để cho quý vị biết là quý vị mua căn nhà này nó có những thứ như thế trong nhà. Thì căn nhà này bán theo hiện trạng đúng như trên video quý vị nhé. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp gạch, gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân đá. Tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm. Căn nhà này vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Giá đang là rẻ nhất khu vực mọi người nhá. Giá bán em sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Quan trọng nhất là tất cả những căn sổ sách đều chuẩn chỉnh. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Với phần phòng ngủ này, đây mọi người có thể nhìn thực tế hai cửa sổ thoáng hai bên. Đây. Và với căn nhà này thì không thiết kế trần thạch cao, thiết kế trần thường quý vị nhé. Phòng ngủ tương đối là rộng và thoáng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây, cửa thiết kế hai lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và cửa nhôm. Phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ này thì đầy đủ hết thiết bị vệ sinh cũng như là chủ nhà để lại cho quý vị một bình nóng lạnh. Công năng sử dụng hài hòa hợp lý. Đây, cửa sổ thông và thoáng. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị thêm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Nói chung thiết kế như tầng 2, tất cả các phòng ngủ chủ nhà đều thiết kế để dây chờ ống chờ điều hòa cho quý vị đầy đủ đây. Phòng nào cũng vậy, đầy đủ. Công năng trên tầng 2 là thiết kế gạch lát nền nha mọi người. Và với cái căn nhà này thì rất là thoáng bởi vì nó là lô góc cho nên thiết kế hai cửa sổ thoáng trước, thoáng sau, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Quan trọng vị trí đi lại thuận tiện, gần với Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần trạm trường, phường trạm, đầy đủ trạm y tế, trường mầm non cấp 1, cấp 2, gần với trường đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn. Nói chung là đi lại rất phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm Hoài Đức và quý vị đi làm ở Chương Mỹ mọi người nhé. Và mời theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Tầng 4 thiết kế cầu thang đi lên toàn bộ là gỗ, một ô cửa sổ trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang, một phòng riêng, phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của hộ gia đình. Phần còn lại là sân phơi. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay cho quý vị như vậy cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đó,
sổ sách pháp lý 100% rõ ràng, vị trí đi lại, giao thông thuận tiện, giá bán để ở dưới phần bình luận mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cứ liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.